đất nước ta đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ thời Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, đến thời Vua Hùng dựng nước. Qua các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê, ở thời nào cũng có những vị vua anh minh chính trực, các bậc tướng hùng, văn giỏi, võ tài, hết lòng yêu nước thương dân, chống giặc ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi non sông, giành lại tự do, ấm no cho dân tộc. Điển hình những gương anh hùng như Trần Hưng Đạo Đại Vương, Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Nguyễn Huệ, nữ tướng Hai Bà Trưng đã vì giang sơn xã tắc, nợ nước thù nhà mà quyết ra tay cầm quân đánh giặc. Nói theo tấm gương liệt nữ anh hùng của Hai Bà Trưng thì lịch sử Việt Nam ta còn lưu danh ghi tạc chiến công oanh liệt của vị anh hùng dân tộc nữ tướng Lê Chân, người đã quyết xả thân vì nền độc lập, vung kiếm phất cờ ra tay chống giặc xâm lăng. Trang diễn ca này được ông Dương Hồng Ngàn, quản lý ban đền thờ nữ tướng Lê Chân, thôn Hồng Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã sưu tầm và lưu giữ. Được nghệ sĩ ưu tú Đình Cương, nhà hát chèo Thái Bình biên tập và dâng văn để tri ân nữ tướng. Xin được cung nghinh bái thỉnh. Chuyện xưa ghi để ngàn thu, vào thời Bắc thuộc mịt mù khói mây, dân tình sống kiếp đọa đầy, xóm làng sơ xác, cỏ cây tiêu điều. Xã An Biên, huyện Đông Triều, phủ Kinh Môn, cảnh đói nghèo đau thương, cùng thuộc về xứ Hải Dương, muôn phần cơ cực trăm đường đắng cay. Ông Lê Đạo quê ở đây, sớm chiều dậy học đêm ngày cứu dân. Nếp nhà chung hộ nghĩa nhân, cùng với bà Trần Thị Châu, hai má vợ chồng sớm hôm hòa thuận đôi uyên ương, sau trước vẹn toàn êm gối phượng, nay ấm chăn loan, cùng lo việc nghĩa, cùng bàn việc thank you.
bàn việc nghề nhân. Việc khó khăn giúp người đâu quản lo vẹn tròn, mọi việc mới vui mày mày không đỡ hại người. Chút quyết ni thời không tham, góp công làm biết bao việc thiện chẳng cầu mong lợi lộc sang giàu xanh đồng lũ nay mượt bãi dầu điền viên vui thúi đưa màu sắc son. Màu sắc son tuổi trắng tròn đường tuần vừa độ nảy trôi non xuân tới đậm đà vui lòng ông nay thuận ý bà sinh ra mà con gái đặt tên là Lê Chân. Phần lớn ni khôn nay em đêm vượng môn khí tướng trăm mà kiếm khôn ni đèn sách miệt mài tiếng đồn gái giỏi hơn trai gần xa nay kính nề trong ngoài ngợi.
đại biểu, thưa các ban ngành đoàn thể cùng ban thánh thiết đền nữ tướng Lê Chân tại Lạc Sơn, Hồng Sơn, tỉnh Hà Nam. Hôm nay, trong không khí trọng đại, đền đón bằng di tích lịch sử quốc gia của nữ tướng Lê Chân và ngày hóa của ngài ngày 13 tháng 7 hàng năm, chúng con đội tế dâng hương đền Thịnh Châu Hà, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nhận lời mời của ban tổ chức nhà đền tổ tế đền Thịnh Châu Hà gồm có 20 thành viên, tổ trưởng đội tế bà Lại Thị Vượng, chủ tế Đinh Thị Thưởng, xưởng tế Nguyễn Thị Yến cùng đoàn thể các hội viên trong đội. Sau đây mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chiêm bái chương trình tế mẫu cầu tài lộc, cầu cho quốc thái dân an, xin được bắt đầu. Ô quỳ, vào đền lễ Phật dâng hương, cúi xin Phật mở lòng thương độ trì. Tuổi đà 18 hoa niên, đường hoàng phong vận, diệu hiền dung nhan, mày tươi lá liễu nét ngang, má hoa đào thắm, tóc hàng mây xanh. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, mối manh tin tức giáp danh chật nhà. Bài thơ còn kén giọng ca, khúc đàn còn đợi nhịp hòa vang ngân. Tiếng nàng lan khắp xa gần, giặc tô liền đến cầu thân vội vàng. Sắm xanh lễ vật đưa sang, ép làm tỷ thiếp rước nàng vũ quy. Nàng Lê Chân kiếp lanh đi, về miền ven biển Quản Trị dặm trường. Tới địa phận huyện An Dương, phủ Kinh Môn cũng tiện đường gần quê.
bị khước từ quay trở về. Giặc Tô tức giận ù ê bẽ bàng. Bảy mưu tính kế sẵn sàng, ác ôn một lũ sói lang một bầy. Chúng hầm hầm kéo đến đây, bắt ông Lê Đạo giết ngay tại nhà. Xót xa này căm thù này non cao. Non cao mây phủ mịt mù non cao. Non cao mây phủ mịt mù. Mịt như mù lá vàng, gói giọt sương thu đầm đìa buồn thương. Buồn thương đằng đẵng sớm nghe khuya lúc buồn thương. Buồn thương đằng đẵng sớm nghe khuya nghi. Lòng vàng nay mặt người nhưng dạ sói lang nay mặt người nhưng dạ sói lang nghi. Người những già sói lang giặc Tô nhám hiểm phũ phàng nghề khôn ni dung tội thù tràn ngập núi sông này tội thù tràn ngập núi sông này. Sau đây ban tổ chức xin công bố kết quả thi đấu đội Hồng Sơn đội nữ. Tội thù tràn ngập núi sông nguyện cùng trời đất quyết lòng chẳng tha. Nay con rằng sẽ trả thù cho cha con rằng quyết trả thù cho cha. Thank you.
con răng quyết trả thù cho cha nay đền nở nước sông mà làm chi nỗi niềm nhớ mẹ thương nghi cha nay nỗi niềm nhớ mẹ thương nghi cha